bạn đang có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng, 300 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Yeah. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Sẽ nhãn đốc tờ thanh, trà thanh không rượu, năm một quan, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình quay số trúng thưởng, xé nhãn liền tay trúng ngay chục triệu. Đây là một chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn đến từ các nhãn hàng trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực number one, nước tăng lực number one, number one active chanh muối, number one chanh và dâu. Và tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay để có thể quay số trúng thưởng, tìm ra những mã số của các khách hàng may mắn là chị Hoàng Thủy, đại diện từ phía người tiêu dùng. Và không biết là chị Thủy mình đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi đã sẵn sàng. Và sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay số để tìm ra 4 mã số may mắn trúng giải thưởng đặc biệt trị giá 10 triệu đồng ạ. Xin mời chị Thủy sẽ bấm nút lần đầu tiên ạ. Xin chúc mừng mã số GGWSP45D với 3 số điện thoại cuối 218. Và xin mời chị Thủy mình sẽ quay số lần thứ 2 ạ. Xin chúc mừng mã số trúng thưởng T344MMKC với 3 số điện thoại cuối là 203. Em xin mời chị bấm số lần thứ 3 ạ. Xin chúc mừng mã số KTDXXYNB với 3 số điện thoại cuối 993. Và bây giờ sẽ là lần quay số cuối cùng trong ngày hôm nay ạ. Xin chúc mừng mã số T77CPQJR với 3 số điện thoại cuối 231. Xin chúc mừng 4 mã số trúng thưởng giải đặc biệt là trị giá 10 triệu đồng đến từ chương trình. Và ngoài giải thưởng này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quay số để tìm ra 300 mã số may mắn trúng cạc điện thoại trị giá 50.000 đồng. Và xin mời chị Thủy sẽ giúp chúng tôi bấm số ạ. Để tham gia chương trình quay số và có cơ hội trúng được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn từ chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy mua các sản phẩm đến từ các nhãn hàng trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực number one, number one chanh và dâu, number one active chanh muối. Đừng quên xé nhãn và gửi mã số dự thưởng về cho chúng tôi theo cú pháp mã dự thưởng gửi 6020 hoặc nhập mã số miễn hoặc nhập mã số may mắn miễn phí trên website chục triệu mỗi ngày.com. Và hàng ngày chúng tôi sẽ tiến hành quay số trúng thưởng để tìm ra 300 mã số may mắn trúng thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng cùng 4 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng mỗi ngày. Và bây giờ trên màn hình của chúng ta đã hiện lên tất cả mã số may mắn trong ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt chương trình, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả quý khách hàng của công ty Tâm Kiểm Phát. Một lần nữa xin cảm ơn chị Hoàng Thủy đã đến tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Đó có thể là bạn. Bạn hãy truy cập lên website chục triệu mỗi ngày.com để có thể cập nhật được những thông tin kết quả mỗi ngày. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ nhận đây có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng, 300 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Yeah. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Sẽ nhận đốc tờ thanh, trà thanh không rượu, năm một quà, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng.